nó làm cho cái là nhịp tim mình đập nhanh, cái son của cái tim, cho nên mình lái xe đó thì nghĩa là nhịp tim mình lại. Trong lúc đó mình uống thuốc gì cũng không được hết, mà nghĩa là uống thuốc mà khi nhịp tim nó chậm lại thì làm cho người ta mệt. Còn mình ở đây thì không có đó. Đấy vậy á, tôi muốn rằng những cái mà nghĩa là mình nên là giải thích cho bệnh nhân, người ta thấy tại sao mình trị bệnh không có thuốc gì hết, chăm cứu không có thuốc gì hết, nhưng thuốc chẳng qua là thêm thôi. Chứ không phải là thuốc là để trị bệnh. Bằng chứng thì hỏi coi cái trong mấy người bên phòng thuốc, tổng cộng của mình là được bao nhiêu vị thuốc, mà có vị thuốc nào đặc biệt không? Không có. Nhưng mà cái này thêm đó để cho người ta mát nè, thêm đó để cho người ta đi cầu được nè, thêm đó để cho người ta đi tiểu được nè, theo đó để cho người ta nghĩa là dịu cái thần kinh đó, bớt đau nhức, cho nên nó là có kết quả. Như vậy thì nghĩa là phương pháp của mình, thứ nhất là phòng thuốc, thứ nhì là chăm cứu, thứ ba là bấm huyệt, và đồng thời là dùng ở máy móc. Ví dụ bây giờ người ta đau nhức cái tay, đưa lắc về là nghĩa là lắc xong rồi cái họ đưa tay đưa lên xuống, họ đau nhức gì đó. Mà nghĩa là không có vai trò nào quan trọng hơn vai trò nào đó. Những người nào mà họ cảm thấy rằng nghĩa là họ bấm huyệt rồi lại bấm huyệt chưa hẳn là trị được, tại vì bấm huyệt có đúng bấm huyệt hay không? Cái ông thầy mà bấm huyệt này, ổng có học gì chăm cứu hay không? Chẳng qua cái massage đâu, không? Cho nên á thì nghe là đừng nghĩ như vậy rồi thì nghĩa là mình nó trở lại khỏi tật, không? Tới đây tôi bấm tải mình nghe là ai chăm cứu chi cho đau, uống thuốc chi cho mất công, tự mình á mình xây cho mình một cái ốc đảo mà nghĩa là kinh nghiệm. Một thời gian sau mới đầu thì đương nhiên là họ nghe họ đã quá không, nhưng thời gian sau họ không hết chạy lên đó, họ này cứ bấm huyệt nghĩa là đau nó trơ trơ vậy. Giờ thầy cho chăm cứu, thầy cho nghĩa là không có thêm đó. Vậy thì mình phối hợp nhiều cái để mới thành ra một cái tổng hợp, thì đừng giải gì mà mình đó là lấy từng phần này thì nghĩa là mình phải phối hợp chung với nhau mới được. Rồi sắp tới đây chờ sư cô lên, với lại nếu ai mà có học chăm cứu gì đó thì nghĩa là mình giới thiệu tới học, thì mình là mở cho cái khóa. Còn ngày giờ rồi đó là tính sao, thành ra đáng lẽ là nói nhiều nữa, nhưng mà cái là mình dành cho buổi sau đi chọn thì nhiều, nhưng mà nghĩa là nói mới cái dạo đầu là nó hết rồi, không? Thôi giờ cảm ơn ngươi là trả trơn lại vườn đồ đó thì lo chuẩn bị rồi đó. Lúc này ra thì bỏ xe đi với ba mẹ, bỏ xe cô nào lên rồi. Thôi, cô đó đã học
Tai biến lâu chưa? Ông bị tai biến lâu chưa? Ăn mấy rồi chú? Ăn mấy rồi? Để và nguyên nhân từ tim mạch nó ra ghê lắm, bệnh tim mạch cho nó sinh ra tai biến ghê lắm. là làm như tát nước vô ruộng vậy. Rồi.
vậy mình leo lên tự dặn thấy gì à? Chặt với gai xong cho nó chặt ba lẻ chứ.